cô xin chào các em cô tên là hoàng thị thúy giáo viên vật lý trường trung học cơ sở trung học phổ thông ngọc viễn đông hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em chủ đề con lắc đơn phần luyện thi đại học vậy để giới thiệu chủ đề con lắc đơn thì cô chia làm hai dạng dạng 1 là chu kỳ tần số đối với dạng này chu kỳ tần số thì cô chia làm hai phần thứ nhất chu kỳ tần số khi lực lạ bằng không Vậy cái phần chu kỳ tần số khi lực lạ bằng 0 thì chúng ta biết đó là con lắc đơn lúc này được cấu tạo bởi là gồm có một sợi dây có chiều dài L, có khối lượng là không đổi, một vật nhỏ có khối lượng là m. Khi đó nó chịu tác dụng hai lực đó là trọng lực P và lực căng dây T. Hai lực này cân bằng nhau, đúng không ạ? Thì khi đó chu kỳ T của nó sẽ bằng 2 pi căn bậc 2 của L trên g. G ở đây là gia tốc chậm trường. T bằng 2 pi căn bậc 2 của L trên G Được chưa Vậy thứ hai là chu kỳ tần số khi lực lạ khác không Vậy khi lực lạ khác không thì chu kỳ của nó được tính như thế nào? Dạng thứ hai cô giới thiệu đó là phương trình và năng lượng dao động của con lắc đơn Thứ nhất là phần thứ nhất là lập phương trình dao động Tìm ly độ và vận tốc đối với lập phương trình dao động thì nó cũng giống như lập phương trình dao động của con lắc à, lò xo so hay là chung của đại cương về dao động điều hòa mà cô đã hướng dẫn bài trước tìm li độ và vận tốc tương tự thứ hai đó là bài toán năng lượng và lực căng dây như vậy ta đi phần dạng một chu kỳ tần số của con lắc đơn giống như lúc nãy cô giới thiệu khi nó chỉ chịu tác dụng của trọng lực P và lực căng dây T thì chu kỳ của con lắc đơn được tính bởi là T bằng 2 pi căn bậc 2 của L trên G hay là bằng 2 pi trên omega. Vậy nếu như chúng ta có cái thời gian mà số dao động thực hiện là N, thời gian thực hiện đó là delta T thì chu kỳ T của nó được tính bằng delta T trên N. Có chu kỳ rồi thì cô sẽ tính được tần số F bằng omega trên 2 pi hay bằng 1 trên 2 pi căn bậc 2 của L trên G. Vậy bây giờ nếu như con lắc đơn chịu thêm tác dụng của lực lạ và đối với bài toán ở đây ta xét đó là cô xét chủ yếu bài toán lực lạ đó là lực điện trường. Vậy có thêm lực lạ thì chu kỳ của nó được tính như thế nào? Cô xét bài toán đấy là con lắc đơn vật có khối lượng m này tích một điện tích dương quy tích một điện tích dương quy khi đó cường độ điện trường có giả sử trong cái trường hợp này Cường con lắc đơn này nằm trong điện trường E Có phương vuông góc với vector gia tốc trọng trường G Tức là E có phương ngang Gia tốc trọng trường G có phương thẳng đứng Như vậy trong trường hợp này Ngoài những lực trọng lực P, lực căng dây T Thì ta đã học nó còn chịu thêm lực điện trường F, điện bằng Q nhân với E. Đây được gọi là lực lạ. Lực lạ trong trường hợp này. Và trường hợp này người ta gọi đó là lực điện trường. Cô biểu diễn. Khi mà chỉ không chịu tác dụng của lực điện trường thì sợi dây khi ở vị trí cân bằng nó là có phương thẳng đứng. Vậy khi chịu tác dụng của lực điện trường trong trường hợp này thì nó sẽ có phương như thế nào? Thì chúng ta biết vật ở vị trí cân bằng ban đầu thì hợp lực tác dụng nên nó phải bằng không Đúng không ạ? Vậy nó lúc này chịu tác dụng của trọng lực P, lực căng dây T và lực điện trường. Ép điện bằng QE, thì cô nhắc lại, ép điện bằng QE. Thì ép điện sẽ cùng phương với E. Cùng chiều với E khi Q lớn không? Ngược chiều với E khi Q nhỏ không? Vậy trong trường hợp này ép điện có phương như thế này. Được chưa ạ? Cùng chiều với E khi Q lớn không? Điện tích Q dương. Đến đây thì ta nhận thấy này Vật lúc này không phải cân bằng ở vị trí O đây nữa Mà nó cân bằng ở vị trí cô đặt là O1 Đúng không ạ? Khi có lực điện trường thì trong trường hợp này Nó không nằm ở vị trí O cân bằng theo phương thẳng đứng Mà nó ở vị trí O1 Khi đó hợp của ba lực tác dụng lên vật phải bằng 0 Tức là lực căng dây T cộng với P cộng với F điện Bằng vector 0 ở vị trí cân bằng Vậy tương tự giống như này thì cô sẽ có là P cộng với F điện. Cô đặt là P hiệu dụng, vector P hiệu dụng. T cộng với P hiệu dụng bằng vector 0. Thì từ đây, từ đây cô suy ra chu kỳ T lúc này phải bằng 2 pi căn bậc 2 của L chia cho G hiệu dụng. Đúng không ạ? T lúc này phải bằng 2 pi căn bậc 2 của L chia cho G hiệu dụng. Vậy G hiệu dụng được tính như thế nào? G hiệu dụng lại được tính bằng P hiệu dụng chia cho m. Đúng không ạ? Vậy bây giờ ta phải tính được P hiệu dụng mà P hiệu dụng P hiệu dụng vector P hiệu dụng bằng vector P cộng với F điện. Đúng không ạ? Vector P cộng với F điện. Đối với cộng hai vector này chúng ta đã chia ra các trường hợp P cùng phương cùng chiều với F P cùng phương ngược chiều với F đúng không ạ? Và P và F vuông góc với nhau. Thì từ đây cô suy ra g hiệu dụng lúc này sẽ bằng vectơ sẽ bằng vectơ g cộng với F điện trên m. F điện trên m, vectơ F điện trên m. Được không? Đến đây nếu như g cùng phương cùng chiều với F điện thì ta tính ra được g hiệu dụng. G cùng phương ngược chiều với F điện thì ta tính ra g hiệu dụng đúng không ạ và g vuông góc với ép điện thì ta tính ra g hiệu dụng và ta lắp vào công thức này ta có chu kỳ t khi chịu thêm ép điện vậy ép điện đó là một trong trường hợp của cái lực lạ tác dụng vào con lắc đơn ngoài ra chúng ta còn có thể là lực quán tính ví dụ như vậy vậy thì cô đặt cái ép điện này là ép nên ta có các công thức trong trường hợp thứ nhất là ép cùng phương cùng chiều với p. F cùng phương cùng chiều với p. Thì khi đó chu kỳ T bằng 2 pi căn bậc 2 của L trên g hiệu dụng và bằng 2 pi căn bậc 2 của L chia cho g cộng với F trên m. Vì F cùng phương cùng chiều với p nên g và F này là cùng phương cùng chiều với nhau thì ta cộng lại, đúng không ạ? Trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là F cùng phương ngược chiều với P thì lúc đấy G hiệu dụng sẽ được tính bằng G trừ đi F trên M. Vậy chu kỳ T lúc này sẽ bằng 2 pi căn bậc 2 của L trên G trừ đi F trên M. Trường hợp thứ ba là F vuông góc với P. F vuông góc với P. Đây, F vuông góc với P. Thì khi đó G hiệu dụng được tính bằng căn bậc 2 của G bình cộng với F bình trên M bình thì ta tính được T sẽ bằng 2 pi căn bậc 2 của L căn bậc 2 của L trên căn bậc 2 của g bình cộng với f bình trên m bình. Vậy cô có 1 2 3 4 5 công thức và chúng ta chú ý này công thức 3 4 5 là áp dụng cho trường hợp con lắc đơn chịu tác dụng của lực F. à lực F ngoại lực hay được gọi là lực F lạ. Vậy bây giờ ta đi làm bài tập. Câu 1. Tại một nơi chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn là 2,0 giây. Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kỳ dao động điều hòa của nó là 2,2 giây. Chiều dài ban đầu của con lắc này là Trong trường hợp này người ta không nói gì đến lực lạ, đúng không? Không nói gì đến ngoại lực thì ta sẽ áp dụng công thức ban đầu. T bằng 2 pi căn bậc 2 của L trên G. 2 pi căn bậc 2 của L trên G. Thứ nhất, chu kỳ dao động điều hòa của nó T1 bằng 2 giây là L1. Khi tăng chiều dài con lắc thêm 21 cm tức là L2 bằng L1 cộng 21 cm. Thì chu kỳ của nó là T2 bằng 2,2 giây. Chiều dài ban đầu của con lắc này là L1 bằng hỏi chấm. Đúng không ạ? L1 bằng hỏi chấm. Vậy đây là đề thi cao đẳng năm 2007. Ta giải bài này như thế nào? Nhất cô có T1 bằng 2 pi căn bậc 2 của L1 trên G. Từ đây cô suy ra L1 sẽ bằng T1 bình nhân với g chia cho 4 pi bình. Tiếp tục, T2 bằng 2 pi căn bậc 2 của L2 trên g. Thì cô suy ra L2 sẽ bằng T2 bình nhân với g chia cho 4 pi bình. Đúng không ạ? Mà L2 trừ L1 sẽ bằng bao nhiêu đây ạ? 21 <laughs> Nhưng bài toán này ta đang đi tìm gì ạ? Tìm L1 đúng không ạ? Vậy ta xử lý cái như này như nào? Thì ta lập tỷ số L1 trên L2 Các bạn lập tỷ số L1 trên L2 Sẽ bằng gì? T1 bình trên T2 bình Vậy T1 bình trên T2 bình là 2 bình trên 2,2 bình từ đó ta rút ra được L1 bằng liên quan đến L2. Và lập tiếp L2 trừ L1 bằng 21. Từ đây ta giải ra L1. Các bạn có thể bấm máy tính để giải ra L1 đối với bài toán này. Cô nói lại ạ. L1 trên L2 sẽ bằng T1 bình trên T2 bình. Được không ạ? Thì từ đây ta suy ra L1 theo L2. Mà L2 trừ L1 bằng 21 thay vào thì ta tính được gì đây nhỉ L1 Và cô tính ra được đó là L1 bằng 100cm L1 bằng 100cm Được không ạ à? Vậy qua cái câu này này Kỹ thuật viên là khi cô đọc cái đề lên Thì kỹ thuật viên đã đưa cái đề lên cho các bạn Thì các bạn hãy nhấn trên cái Youtube của mình Hoặc là khi mà các bạn xem lại Các bạn nhấn lại Để dừng lại đó các bạn làm làm sau đó các bạn so sánh với các cách làm của cô, đưa ra đáp án xem có đúng không nếu như các bạn xem lại. Đó. Câu số 2, ta tiếp tục câu số 2. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian delta T, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần. Thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian delta T ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là Đây là đề thi đại học 2009 Ở đây ta chú ý Ta tóm tắt đề bài ta chú ý Trong khoảng thời gian delta T Vậy ta có delta T bằng nhau Delta T Khi ở L1 thì nó thực hiện N1 bằng 60 dao động Thay đổi chiều dài Khi ở L2 thì nó thực hiện n2 bằng 50 dao động. Đúng không ạ? Nhưng thay đổi chiều dài con lắc đi một đoạn 44 cm thì delta l bằng 44 cm. trị tuyệt đối delta l, tức là cô chưa biết là nó thay đổi là tăng chiều dài hay giảm chiều dài thì cô lấy trị tuyệt đối. Delta thì chúng ta biết trong toán học là phải lấy đại lượng sau trừ đại lượng trước đúng không ạ? Vậy cô chưa khẳng định là tăng hay giảm thì cô cứ lấy trị tuyệt đối. Tính chiều dài ban đầu của con lắc, vậy ta tính L1 bằng hỏi chấm. Bài này có giống bài trước không ạ? Cũng hơi giống không ạ? Nó cũng cho đấy là N1, thì bây giờ ta tính được chu kỳ T1 bằng gì ạ? Delta T trên N1. Đúng không ạ? Thì từ đây ta suy ra delta T có phải bằng T1 nhân N1. T2 tương tự cũng bằng delta T trên N2. Vậy cô suy ra delta T bằng T2 nhân với N2. Vậy hai cái này như thế nào với nhau ạ? Bằng nhau đúng không ạ? T1 nhân N1 bằng T2 nhân N2. Tương đương cô sẽ có T1 cô thay vào. Công thức chu kỳ 2 pi căn bậc 2 của L1 trên G nhân với N1 là 60 bằng T2 là 2P căn bậc 2 của L2 trên G nhân với N2 là 50. Được chưa ạ? Đến đây cô có thể rút gọn 2P với căn G thì cô sẽ có là căn bậc 2 của L1 nhân với 60 bằng căn bậc 2 của L2 nhân với 50. Vậy đến đây ta giải quyết vấn đề này như thế nào? Thì ta có thể là để vứt dấu căn ra thì ta phải bình phương hai vế lên, đúng không? Cô bình phương, cô giữ gọn 00 với nhau, bình phương thì ta có 6 bình là 36 nhân với L1. 5 bình bằng 25 nhân với L2. Vậy công thức cuối cùng ở đây thì ta sẽ nhận thấy chiều dài nào lớn hơn ạ? 36L1 25L2. 36 lớn hơn 25 thì suy ra L1 phải nhỏ hơn L2. Nên ta suy ra delta L ở đây chính là bằng L2 trừ L1 bằng bao nhiêu? 44 cm. Dựa vào hai phương trình 1 và 2 này, hai phương trình 1 và 2 này thì các bạn có thể bấm máy tính hoặc là tính tay ta được đáp án là D bằng 100 cm. Suy ra L1 bằng 100 cm. Chiều dài ban đầu của con lắc được chưa ạ? Bài tập tiếp theo. Câu 3. Con lắc đơn có độ dài L1 dao động với chu kỳ là T1 bằng 4 giây. Con lắc đơn có độ dài là 2 dao động với chu kỳ T2 bằng 3 giây. Giá trị nào là chu kỳ của con lắc đơn có độ dài là L1 cộng L2 và L1 trừ L2. Đó là T3 và T4. Các con lắc dao động ở cùng một địa điểm. Khi nói các con lắc dao động ở cùng một địa điểm thì chúng ta nhớ đến đó là cùng g, đúng không ạ? Cùng gia tốc chậm trường g. Vậy bây giờ cô đi tóm tắt đề bài. Bài này cũng chưa có lực lạ tác dụng. Ta có L1 thì có T1 bằng 4 giây. L2 thì T2 bằng 3 giây. Tính chu kỳ khi L1 cộng L2 T bằng hỏi chấm L, T3 bằng hỏi chấm L1 trừ L2 T4 bằng hỏi chấm Được chưa ạ? Đến đây ta hình dung này Bây giờ L1 cộng L2 Thì đối với cái công thức này Ta phải rút được L1, L2 Theo T1, T2 Thì ta cộng lại Ta phải rút gọn được Tư duy ban đầu của chúng ta vì T3 bằng 2P căn bậc 2 của L1 cộng L2 trên gì ạ? Trên G. Được không ạ? Vậy từ đây cô sẽ hướng dẫn như sau. Cô có T1 bằng 2P căn bậc 2 của L1 trên G. Vậy cô rút ra L1 sẽ bằng T1 bình nhân với G chia 4P bình. Tương tự L2 cũng bằng T2 bình nhân với G chia cho 4 pi bình. Đúng không ạ? Vậy T3 bằng 2 pi căn bậc 2 của L1 cộng L2 thì cô tương tự L1 cộng L2 cũng bằng T3 bình nhân với G chia cho 4 pi bình. Đến đây ta nhìn thấy này, cô thay L1 bằng T1 bình nhân G chia 4 pi bình vào biểu thức này. L2 cô thay vào biểu thức này. Thì cô giúp gọn G trên 4 pi bình G trên 4 pi bình rút gọn Thì cô có T3 bình Bằng T1 bình Cộng T2 bình Được không ạ? Trường hợp tiếp theo Khi L1 trừ L2 Thì tương tự tạo bằng 2 pi Căn bậc 2 của L1 trừ L2 trên G Vậy cô cũng rút L1 trừ L2 ra Theo T4 Thì cô có T4 bình Bằng T1 bình Trừ đi T2 bình được không ạ? Vậy bây giờ ta thay vào. Thứ nhất, t1 bằng 4, t2 bằng 3, ta thử xem t3 bằng mấy? Là bằng 5 đúng không ạ? T1 bằng 4, t2 bằng 3. Thì t4 bằng 2,64. Cô có đáp án C. Vậy qua cái bài này thì cô cũng đưa ra công thức rút gọn trợ, công thức để các con nhớ đó. Khi l bằng l1 cộng trừ l2 thì khi đó, ta có chu kỳ T lúc này bằng căn bậc 2 của T1 bình cộng trừ T2 bình. Công thức này có nghĩa là khi L bằng L1 cộng L2 thì T bằng T chu kỳ của nó khi đó sẽ bằng căn bậc 2 của T1 bình cộng với T2 bình. Còn khi L bằng L1 trừ L2 thì T lúc này bằng căn bậc 2 của T1 bình trừ T2 bình. Các em chú ý, có chu kỳ rồi thì ta làm tần số rất đơn giản đúng không ạ? bằng 1 trên F Thì cô sẽ suy ra được 1 trên F Sẽ bằng căn bậc 2 của 1 trên F1 bình Cộng trừ 1 trên F2 bình Đó là câu 3 Cô tiếp tục sang câu 4 Đó là đề thi đại học 2010 Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích Q bằng 5 x 10 mũ 6 cô lông được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E bằng 10 mũ 4 v trên mét và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy G bằng 10 m trên dây bình, pi bằng 3,14, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là. Đối với bài này thì ta nhận thấy đấy là con lắc đơn chịu tác dụng của lực lạ. Và lực lạ ở đây là lực điện trường. Đúng không ạ? Lực lạ ở đây là lực điện trường. Lực điện trường này có e hướng thẳng đứng xuống dưới E hướng thẳng đứng xuống dưới Mà tác dụng lên điện tích dương Thì ta chú ý tác dụng lên điện tích dương Đây E hướng thẳng đứng xuống dưới Mà tác dụng lên điện tích dương như này Đúng không ạ? Thì lực điện lúc này cùng chiều với e ép điện cùng chiều với e ép cùng điện cùng chiều với e Mà ép điện cùng chiều với e Tức là G ở đây hướng thẳng hướng dưới Thì ép điện trong trường hợp này cùng chiều với G Vậy ta xem lại các công thức Đó ép điện cùng chiều với G Thì ta sẽ có công thức là T bằng 2P Căn bậc 2 của L trên G cộng F trên M Đúng không ạ? Bây giờ các bạn thay vào thôi ạ Ta có công thức, ta đưa ra lập luận Ta có công thức này thì thay vào rất dễ ạ G ở đây các bạn bằng mấy rồi ạ? G ở đây bằng 10 ạ. F ở đây bằng bao nhiêu ạ? F ở đây sẽ bằng Q nhân E ạ. Rồi thay vào ạ. Q ở đây là bằng 5 nhân 10 mũ trừ 6. Nhân với E ở đây là bằng 10 mũ 4. Thì bằng bao nhiêu rồi ạ? 10 mũ 4. Thì lúc này nó sẽ bằng 5 nhân 10 mũ chữ 2 đúng không ạ. m ở đây bằng bao nhiêu ạ? m ở đây bằng 0,01 ạ. rồi các bạn thay vào, ta có t sẽ bằng 2 pi căn bậc 2 của l là bằng 50 cm đổi ra thành 0,05 ạ. chia cho g đây là bằng 10 Cộng với F ở đây là 5 x 10 mũ trừ 2 Chia cho M là bằng 0,01 Rồi tính ra Và cô tính ra bằng 1,15 giây 1,15 giây Vậy đối với bài này ta chỉ cần nhớ đấy là F điện cùng chiều với trọng lực P Cùng chiều với P tức là cùng chiều với G Thì ta có công thức chu kỳ như thế này Được không ạ? Câu tiếp theo vận dụng cao hơn Câu số 5 Đề thi đại học năm 2012 Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1 mét Và vật nhỏ có khối lượng 100 gram Mang điện tích 2 x 10 mũ trừ 5 cú lông treo con lắc đơn này trong điện trường đều với cường độ điện trường hướng theo phương ngang có độ lớn 5 x 10 mũ 4 v trên mét. Điện trường hướng phương ngang, e hướng như này. M ở đây bằng 100 g. Bằng 0,1 kg. L ở đây bằng 1 mét. Q bằng 2 x 10 mũ chữ 5 cú lông. E hướng theo phương ngang bằng 5 x 10 mũ 4 V trên mét Trong mặt phẳng thẳng đứng song song với điện trường Kéo vật nhỏ theo chiều của vector cường độ điện trường Sao cho dây treo hợp với vector gia tốc trọng trường một góc 54 độ Như vậy trong trường hợp này ta có con lắc như này Mang điện tích dương đúng không ạ? Điện tích dương Đặt trong điện trường E như vậy khi kéo con lắc ra khỏi điện trường à lệch ra khỏi phương thẳng đứng sao cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trọng trường một góc 54 độ rồi buông nhẹ gia tốc trọng trường là hướng g này phương thẳng đứng vậy cô kéo ra sao cho dây treo hợp với một góc là 54 độ đây là góc 54 độ 54 độ rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa Lấy G bằng 10 m trên dây bình Trong quá trình dao động tốc độ cực đại của vật nhỏ là Cô đặt góc beta bằng 54 độ Vậy V mắc bằng hỏi chấm Bài này đọc ta thấy là nó hơi dườm già đúng không ạ Nhưng ta hiểu như này Con lắc đơn được treo thẳng đứng Đặt trong điện trường E Như vậy để con lắc đơn dao động điều hòa thì nó sẽ kéo con lắc đơn từ vị trí thẳng đứng tới vị trí sao cho nó hợp với phương thẳng đứng một góc 54 độ. Rồi buông tay ra. Rồi buông tay ra. Hãy tính vận tốc của con lắc đơn ở vận tốc lớn nhất của con lắc đơn uh, trong quá trình dao động. Vậy khi mà nó chịu tác dụng của lực điện trường E, con lắc đơn này, khi cô chưa kéo cho nó chuyển động, chưa kéo phương 54 độ, thì trong trường hợp này vị trí cân bằng của nó có phải là vị trí thẳng đứng hay không thì ta xét xem các lực tác dụng lên vật ngoài trọng lực p ra lực căng dây t thì điện tích đặt trong điện trường thì nó chịu tác dụng của lực điện trường đúng không ạ lực điện trường vậy cô xét này lực điện trường trọng lực p lực căng dây t còn có lực điện trường và lực điện trường ở đây ta nhấn mạnh lại quy dương lực điện trường sẽ cùng chiều với e có cùng chiều với e f điện được không ạ à? tại vị trí cân bằng nó không ở vị trí o này nữa mà nó phải chỉ vị trí o một này cơ vị trí cân bằng ở vị trí o một vậy ta tự tính xem xem là góc o i o một tức là ở vị trí cân bằng o một hợp với phương thẳng đứng một góc bao nhiêu ta phải xác định được vị trí cân bằng của nó. Vậy tại sao cô lại xác định vị trí cân bằng của nó? Bởi vì vận tốc sẽ cực đại ở vị trí gì ạ? Vị trí cân bằng, đúng không ạ. Vậy đến đây cô xác định vị trí cân bằng đầu tiên. Vậy cô hợp của hai lực khi ở vị trí cân bằng O1, khi ở vị trí cân bằng O1, thì P cộng với F điện cộng với lực căng dây T phải bằng 0. Tức là hợp của hai lực P và F điện cân bằng với lực căng dây T. Đây. đây cô tính góc này là góc beta đây là beta 0 bằng 50 độ, 54 độ đi, beta 1. Đây, cô sẽ có tan beta 1 bằng gì ạ? Các bạn nhìn đây tan beta 1 bằng gì ạ? Ở vị trí cân bằng tan beta 1 chính là bằng đối đúng không ạ? Đối ở đây chính là F điện. Chia cho kề chính là P Đối là ép điện Chia cho P Được không ạ? Vậy ép điện ở đây sẽ bằng là gì? Q nhân với E Chia cho P chính là M nhân với G Các bạn thay vào Q ở đây là bằng 2 Nhân 10 mũ trừ 5 Nhân với E là 5 Nhân 10 mũ 4 Trên M ở đây là 0,1 Nhân với G là bằng 10 2 nhân 10 mũ 5 nhân 5 nhân 10 mũ 4. Đã sẽ bằng 1. Đúng không? 0,1 không nhân 10 bằng 1 nên tan beta 1 bằng 1. Vậy suy ra góc beta 1 ở đây tan bằng 1 thì góc của nó bằng 45 độ. Được chưa ạ? Vậy ban đầu con lắc đơn lệch so với phương thẳng đứng là góc beta 1 bằng 45 độ. Vậy đang ở vị trí góc O1 này Người ta kéo sao cho Kéo đến vị trí Vị trí A này Sao cho nó lệch so với phương thẳng đứng Một góc là 54 độ Đúng không ạ? Vậy thì biên độ dao động của nó là đoạn nào đấy ạ? So với vị trí cân bằng của nó là đoạn nào ạ? So với O1 thì biên độ của nó chính là O1A Hay biên độ góc của nó chính là bằng bao nhiêu? Chỉ 54 trừ 45 bằng 9 độ Khi đó biên độ góc Độ góc Của con lắc đơn alpha 0 bằng 9 độ Cô xác định được biên độ góc rồi Cô xác định được biên độ góc alpha 0 bằng 9 độ Cô tính sẽ V mắc V mắc lúc này Sẽ bằng omega nhân với A Đúng không ạ? Omega ở đây omega ở đây có bằng omega ở đây có bằng căn bậc 2 của g trên l không ạ? Không ạ. Omega ở đây phải bằng căn bậc 2 của g hiệu dụng trên l. Được chưa ạ? Bằng căn bậc 2 của g hiệu dụng trên l. Nhân với biên độ a. Biên độ a ở đây chính là đoạn o1a. O1a. Vậy O1A ở đây trong dao động của con lắc đơn ly độ dài sẽ bằng ly độ góc nhân với chiều dài L. Vậy ly độ góc ở đây khi biên độ A thì đây ly độ góc phải ly độ góc cực đại nên nó bằng alpha 0 nhân với L. Rồi cả lớp thay vào xem đáp án của nó là đáp án nào. Ta dừng trong 5 phút rồi cô tiếp tục đưa ra đáp án của đề bài.